Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với Mi Tâm TV. Bây giờ thì mẹ đang dẫn mình đi chợ. Hôm nay thì sẽ phải mua nhiều nguyên liệu lắm đó. Tại vì hôm nay chúng ta sẽ nấu món bún cá Châu Đốc. Đây là đặc sản của Châu Đốc An Giang và rất là ngon. Cho nên là các bạn nhớ xem cho đến hết video của Tâm nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi chợ và chọn mua những nguyên liệu thật tươi ngon để cùng nhau về nhà làm nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nha. Trước tiên thì mẹ mình cho vào một ít tỏi và phi cho thơm. Xong rồi thì mình sẽ cho vào đây nước nghệ. Màu vàng nghệ rất là đẹp. Nhưng mà các bạn nhớ cẩn thận nha. Nếu như mà để nó dính vào tay hoặc là dính vào quần áo thì rất là khó tẩy ra. Mình sẽ cho thêm khoảng 2 lít rưỡi nước nữa để lọc hết cái phần nước nghệ vàng này. Chúng ta cho từ từ vào ha. Rồi đây là sả thì mình sẽ rửa sạch và sau đó là đập dập rồi sẽ cho vào nồi nước lèo. Các bạn cột lại như thế này để cho vào nồi nước lèo nó sẽ gọn rồi đó. Mình sẽ dễ vớt ra hơn ha. Bây giờ mình đã cho sả vào nồi nước lèo rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ lọc lấy nước của ngải bún và nghệ để tiếp tục cho vào trong nồi. Và cũng sử dụng một ít mắm. Ở đây thì mẹ mình sử dụng mắm cá sặc. Chỉ một ít thôi chứ mình không có cho nhiều. Tại vì món này thì cái nước lèo nguyên liệu chính đó là nghệ và nước ngọt từ cá. Còn mắm thì mình chỉ để cho nó thơm thôi. Chúng ta sẽ nấu ở trên bếp như thế này cho mắm nó tan ra. Rồi sau đó sẽ lọc lại lấy nước thôi chứ mình không có lấy xác mắm ha. Nấu cho thịt mắm nó sẽ rã ra như thế này thì cái phần nước lèo của mình nó sẽ đậm đà hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho phần nước mắm này vào trong nồi nước lèo luôn ha. Mẹ mình nói như vậy rất là thơm á. Thực ra thì có một số chỗ người ta bán thì người ta sẽ không để mắm, hoặc là người ta để mắm mà cái loại mắm không được ngon lắm. Cho nên là nước lèo nó sẽ không được trong, không được ngon như mình nấu ở nhà đâu. Các bạn đi ăn thì các bạn để ý sẽ thấy. Mẹ mình vừa mới đi đào thêm một ít nghệ nữa vào để mà ướp phần cá. Tại vì lúc nãy phần nghệ kia xay ra rồi sử dụng hết cho phần nước lèo rồi, cho nên là bây giờ phải đào thêm lên. Cũng may là bên cạnh bên hiên nhà thì mẹ có trồng một ít nghệ á. Đây là cá lóc lúc nãy mà mua ở chợ về, mẹ mình đã làm sạch và cắt ra như thế này. Phần nghệ này thì mẹ sẽ giã nhuyễn nè. Dùng cối, các bạn dùng cối như thế này giã nhuyễn, hoặc là cũng có thể xay bằng cối xay cũng được.
chúng ta cần thêm một ít tỏi nữa để mà phi lên cho thơm. Ở đây thì mẹ mình sử dụng tỏi cô đơn á, nó rất là dễ lột và rất là tiện, không có tốn thời gian. Tiếp tục thì chúng ta sẽ phi tỏi cho thơm trước ha. Bây giờ rất là thơm rồi, mình đợi một tí xíu nữa. Tỏi nó hơi vàng xíu á, rồi mình sẽ cho phần nghệ vào nè. Bây giờ mẹ mình bắt đầu múc phần nghệ cho vào để xào trước, cho thơm lên. Màu nghệ rất là đẹp hết các bạn ha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cho vào phần cá lóc và xào cho thơm lên. Khi mà mình xào cá với nghệ như thế này á, thì sẽ khử được mùi tanh của cá. Nếu như các bạn mà ở thành phố hoặc là ở những cái chỗ mà không thể mua được cá đồng á, mình có thể sử dụng cá lóc người ta nuôi á, xào với nghệ như thế này thì nó sẽ không còn tanh nữa. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mua được cá lóc đồng hết. Mẹ mình vừa mới cho thêm một ít tiêu vào, xào cho cá săn lại rồi chúng ta sẽ cho vào nước lèo ha. Mẹ rót thêm một ít nước mắm vô. Bây giờ thì chúng ta sẽ từ từ cho cá vào trong nồi nước lèo để nấu cho chín cá luôn. Cá thì chưa có được chín hoàn toàn á, cho vào nồi nước lèo nấu như thế này vừa chín cá mà nước lèo lại vừa ngọt nữa. Những cái phần nghệ này thì mẹ cũng cho vào hết luôn để chúng ta lấy cái màu và cái vị của nghệ á. Nghệ ăn rất là tốt cho sức khỏe. Hôm nay thì mẹ mình sử dụng đường phèn chứ không có sử dụng đường nâu như thường ngày. Món này thì chúng ta sẽ ăn kèm với nước mắm me. Và rau ăn kèm thì có giá, hẹ, bông điên điển, rau nhút, rồi bắp chuối, rau muống. Nếu như mà không có đầy đủ như vậy thì các bạn cũng có thể thay thế. Nhưng mà bông điên điển là không thể thiếu được nha. Bây giờ thì mẹ mình đang bắt bún ra tô và chuẩn bị ăn rồi. Cá thì mẹ đã vớt ra một cái dĩa như thế này. Nếu mình để trong nồi thì nó sẽ dễ bị nát lúc mà mình múc nước lèo á, cho nên là mình phải vớt ra ngoài cho nó ráo, với lại tránh cho cá bị nát. Món này thì ăn kèm với thịt quay, cá lóc như thế này ha. Các bạn nào ở An Giang thì sẽ thấy đây là đặc sản rất là nổi tiếng, và dân miền Tây thì ai cũng biết hết á. Các bạn có thấy hấp dẫn chưa? Khói bốc nghi ngút luôn. Mình đang rất là mong chờ cái phần chín này á. Ta-da! Một tô bún cá rất là ngon và đẹp mắt đã xuất hiện trước mặt mình rồi. Mình không thể nào chờ đợi được lâu hơn nữa. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bây giờ tới phần chính. Nãy giờ chỉ là phần phụ thôi. Giờ tới phần ăn mới là chính.
Để không phụ lòng mẹ mình từ sáng đến giờ đã bỏ công cực khổ nấu nướng, thì mình sẽ ăn hết tô cá này một cách ngon lành nhất. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chúc các bạn thành công với món bún cá châu đốc này nha. Các bạn có thể xem công thức trong phần mô tả. Bye bye!